tuyển U23 Qatar ra sân với đội hình mạnh nhất và được đánh giá cao hơn, nhưng họ lại chọn lối chơi phòng ngự phản công. Và trong những phút đầu tiên của trận đấu này thì U23 Hàn Quốc mới là đội bóng tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Và đó đều là những tình huống mà các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã xuống bóng từ biên và có những đường tạt bổng vào cho những tiền đạo ở phía trong đánh đầu dứt điểm. Cũng đã có những tình huống tạo ra nguy hiểm về phía khung thành của U23 Qatar. Nhưng những tình huống thực sự nguy hiểm thì lại thuộc về các cầu thủ mặc áo đỏ. Ahmed Ali cho thấy sự nguy hiểm của mình và nhắc nhở hàng phòng ngự Hàn Quốc về điều đó. Và cũng chỉ ít phút sau thì đồng đội của Ahmed Ali và cũng là một cầu thủ rất đáng chú ý ở vòng chung kết U23 châu Á lần này, Afif, cầu thủ đang thi đấu tại Bỉ, đã có một tình huống bắt tốc độ vượt qua hậu vệ của U23 Hàn Quốc và ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp đấu đầu tiên. Kết thúc hiệp 1, U23 Qatar đang tạm thời dẫn trước U23 Hàn Quốc với tỷ số là 1-0. Vâng, đó là những diễn biến đáng chú ý trong hiệp đấu đầu tiên. Một hiệp đấu mà U23 Qatar được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng họ lại chọn cho mình lối chơi phòng ngự phản công và chỉ thực sự cho thấy sự nguy hiểm ở trong những phút cuối cùng. Chúng ta trở lại với phần bình luận trường quay cùng với chuyên gia bóng đá Kim Minh Huế và huấn luyện viên Tuấn Anh. Có lẽ là đầu tiên thì xin được hỏi chuyên gia Kim Minh Huế, đó là cách tiếp cận lối chơi của U23 Qatar không phải là một cái trận mà họ chủ động có những tình huống tấn công và áp đảo đối thủ như ở trận bán kết, vì đây là trận tranh hạng 3 mà họ lại chọn cho mình một lối chơi phòng ngự phản công ở trận đấu này. Ông có cảm thấy bất ngờ về điều đó hay không? Tôi cảm giác như họ theo Việt Nam đà tức là 8 phòng ngự và một thủ môn trên dưới 4-4 và đá. Nhưng ở đây có một việc, tức là Hàn Quốc họ đá tốt hơn nhưng họ lại không tiếp cận vào sát cầu môn, họ chiếm trung tuyến như cứ đá trong vòng tròn, hầu như có rất là ít người đá vào giữa trung lộ và xuống biên. Vì thế mà xuống biên rồi thì ở giữa có người, cho nên khi phản công được thì rõ ràng là khả năng của bên kia, người ta tốc độ cá nhân là rất là cao, khi anh bắt ngang họ thôi thì người ta đã đua qua anh rồi, cho nên là cái mũi nhọn của họ là quyết định. Thế nhưng thế trận mà nói, nếu như Hàn Quốc đã tiếp cận trực diện vào cầu môn thì có thể là khả năng ép lớn hơn, mặc dù trên sân chúng ta thấy là họ đá rất là hay, nhưng bởi vì sao, cách đá vướng vào là tới hai lớp phòng ngự của người ta như thế mà anh lại không chịu tiếp cận, mà để đá cứ truyền quá nhiều vào cái vòng tròn giữa sân, xong rồi thỉnh thoảng mới xuống góc. Xuống góc lật thì trong này cũng có người, cứ đá thế mãi suốt và cảm giác tức là không có cái gì uy hiếp. Mà anh biết trong bóng đá thì người ta gọi là tấn công. Tấn công và kết thúc tấn công là có hai việc. Khi anh được bóng là anh phối hợp với nhau, người ta gọi anh đang tổ chức tấn công. Nhưng kết thúc tấn công anh chỉ đi được 2-3 đường bóng là phải dứt điểm rồi. Cho nên đội nó hay chính là cái lúc dứt điểm. Cho nên khi họ phòng ngự rồi, anh này chỉ có 2-3 đường bóng thì nó là đã vào đến cầu môn anh được. Và U23 Qatar đã có được bàn thắng trong hiệp 1 và có lẽ là huấn luyện viên Sanchez Bat ông ấy cũng thận trọng hơn sau khi mà trận đấu với Việt Nam thất bại và đã chọn lối chơi đó. Tôi chia sẻ cả quan điểm của chuyên gia bóng đá Chí Minh Huế. Tôi có thể khẳng định rằng là huấn luyện viên Felix Sanchez Bat ông không ngoại giao khi phát biểu về cái trận thua trước U23 Việt Nam của chúng ta. Ông nói rằng là U23 Việt Nam của chúng ta trận đấu đó xứng đáng là những người giành chiến thắng, thi đấu hay hơn. Và thất bại đó sẽ mang lại những bài học cho các cầu thủ U23 Qatar. Và ngày hôm nay thì đúng là với lực lượng của các cầu thủ U23 Qatar, tôi nghĩ rằng là họ có thể chơi đôi công hoặc là thậm chí là nếu cần thiết họ chơi pressing. Nhưng mà cái điều đó nó sẽ mang tới một cái nguy cơ, đó là hàng phòng ngự sẽ để lộ nhiều khoảng trống. Và cái ưu tiên của huấn luyện viên Felix Sanchez Pap trong trận trận hạng 3 này đó là bảo vệ cho khung thành của thủ môn Hassan. Và ông đã chấp nhận chơi với lối chơi phòng ngự phản công giống hệt như là trận đầu ra quân của đội bóng này trước U23 Uzbekistan. Đó cũng là trận đấu mà khi mà trước khi bóng lăn thì mọi người nghĩ rằng là các cầu thủ Qatar có thể chơi đôi công hoặc là chơi pressing trước Uzbekistan, nhưng mà họ đã chấp nhận lối chơi là phòng ngự phản công và cuối cùng họ có được chiến thắng với tỷ số là 1-0 trước U23 Uzbekistan, đội ghi tên mình vào trận chung kết. Và tôi nghĩ rằng là với lối chơi như này thì trong hiệp thi đấu thứ hai sẽ là rất khó để cho các cầu thủ U23 Hàn Quốc tinh thần vốn đã rất là rệu rã với trận thua 1-4 ở bán kết trước Uzbekistan rồi để có thể có được bàn thắng. Và không biết là anh Tuấn Anh có đồng quan điểm với tôi không, là cầu thủ Afif sau khi ghi bàn ở trận đấu này thì có lẽ là vẫn buồn với kết quả, và có vẻ màn ăn mừng của anh ấy không sôi động bằng những cái trận đấu trước. Vâng, không phải đến khi mà ghi bàn đâu, mà ngay cả khi chúng ta thấy là lễ chào cờ và quốc ca của hai đội thì tất cả những cầu thủ 22 cầu thủ trong đội xuất phát của hai đội trên sân thì chúng ta thấy là không có một cái nụ cười hay là một cái niềm vui nào cả. Tất nhiên là đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng để có được vị trí hạng 3 chung cuộc, nhưng mà rõ ràng là cả hai đội U23 Qatar và U23 Hàn Quốc đều được coi là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch, và lẽ ra thì họ mong muốn là mình góp mặt ở trận chung kết, nhưng mà trong bóng đá thì mọi điều đều có thể xảy ra, cho nên là chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là trận chung kết năm nay sẽ còn mang tới những cái điều rất thú vị nữa.